Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook Mark Zuckerberg đích thân ký với Việt Nam để chặn bài chống phá nhà nước. Theo tờ báo Washington Post vào hôm 25 tháng 10 cho biết, Mark Zuckerberg đã đích thân ký cam kết với chính phủ độc tài của Việt Nam để hạn chế những bài viết được gọi là chống nhà nước. Trả lời đài BBC vào cuối năm 2020 về vấn đề này, Facebook cũng thừa nhận phải chặn những nội dung bị chính phủ Việt Nam yêu cầu xóa, nhưng để cho người bên ngoài vẫn xem được. Đây là hình ảnh ông Mark Zuckerberg và vợ tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vào hồi năm 2011. Khi đó, một đại diện cho Facebook, bà Amy, thừa nhận tập đoàn này không phải lúc nào cũng đồng ý với chính phủ Việt Nam về các vấn đề như quyền phát ngôn và quyền biểu đạt. Bà Amy nói với đài BBC rằng, hàng triệu người ở Việt Nam sử dụng dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày để kết nối với gia đình và bạn bè, và hàng ngàn doanh nghiệp dựa vào chúng để tiếp cận khách hàng. Không phải lúc nào chúng tôi cũng cùng quan điểm với các chính phủ về các vấn đề như phát ngôn và biểu đạt, kể cả ở Việt Nam, nhưng chúng tôi làm việc cật lực để bảo vệ quyền này trên toàn thế giới. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã phải đối mặt với áp lực gia tăng từ chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế nhiều nội dung hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi vẫn hoạt động để mọi người có thể tiếp tục thể hiện bản thân. Cũng theo đài BBC tiếng Việt tìm hiểu, thì đúng là đã có những trường hợp Facebook đã phải hạn chế nội dung tiếng Việt ở Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2020, Facebook đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn trong việc hạn chế nhiều nội dung hơn ở Việt Nam sau khi có thông tin rõ ràng rằng nếu không làm như vậy thì sẽ dẫn đến việc các dịch vụ của chúng tôi bị chính quyền Việt Nam đóng cửa hoàn toàn. Công ty này cho hay họ luôn minh bạch về các hành động đó và những tin như vậy được các hãng truyền thông quốc tế đăng tải. Vào tháng 8 năm 2019, tờ báo Vietnamnet cũng đăng tin Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc trao đổi, yêu cầu Facebook, Google hợp tác chặt chẽ, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, trái với quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây là hình ảnh bài đăng trên trang Vietnamnet về việc Việt Nam yêu cầu Facebook định danh tài khoản. Vào tháng 8 năm 2018, tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng Facebook đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản theo yêu cầu của Việt Nam. Trong lúc Facebook nói với đài BBC rằng họ chỉ gỡ bỏ nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi. Báo cáo của 17 hãng tin của Mộ Mỹ đã tiết lộ điều gì về việc này? Facebook mới đây cũng đã công bố lợi nhuận công ty trong quý gần đây đã tăng thêm hơn 9 tỷ đô la, tức là tăng 17%. Và số người dùng Facebook đã tăng lên 2,9 tỷ người. Công bố của Facebook được đưa ra vào hôm 25 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi một nhóm gồm 17 công ty truyền thông của Mỹ tung ra một loạt các bài báo cáo cho thấy Facebook đã ưu tiên tăng trưởng hơn là sự an toàn của người dùng. Báo cáo mới công bố của họ dựa trên các tài liệu nội bộ của Facebook bị rò rỉ, được gọi là Facebook Page, do người ta tố giác Facebook là fans đã thu được. Các báo cáo đổ lỗi cho giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã phục tùng chính quyền Việt Nam để kiểm duyệt các tiếng nói bất đồng trên Facebook. Đồng thời cũng lưu ý rằng Facebook cho phép đăng các lời lẽ kích động thù địch trên toàn thế giới do thuật toán còn thiếu sót, góp phần thúc đẩy sự phân cực độc hại trên mạng, theo tờ báo Bangkok Post chia sẻ. Chính cá nhân Zuckerberg là người đã quyết định rằng Facebook sẽ cúi đầu trước áp lực từ chính phủ Việt Nam để kiểm duyệt những tiếng nói bất đồng chính kiến. Ba nguồn tin đã nói với tờ báo Washington Post như vậy. Đây là hình ảnh ông Mark Zuckerberg, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Facebook. Những tài liệu này nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của Facebook thường xuyên phớt lờ những cảnh báo nội bộ nghiêm trọng, chọn đặt lợi nhuận lên trên con người. Thượng nghị sĩ Mỹ Richard đã được Bangkok Post trích lời như vậy. Tờ báo New York Times, Washington Post và Wright là một trong số ít hãng tin có quyền truy cập vào tài liệu nội bộ của Facebook mà Hawken ban đầu tiết lộ cho chính quyền Hoa Kỳ và là cơ sở của một loạt bài trên Wall Street Journal. Facebook cũng công nhận báo cáo này là công bố có chọn lọc từ một số nghiên cứu nội bộ của mình với mục đích khiến mạng xã hội được hàng tỷ người sử dụng này bị nhìn nhận một cách sai lệch. Facebook cũng có cái nhìn khác chính phủ Việt Nam về quyền biểu đạt. Hawken, người làm chứng trên mạng xã hội trước các nhà lập pháp Vương quốc Anh vào hôm 25 tháng 10, đã nhiều lần nói rằng Facebook đặt sự tăng trưởng và lợi nhuận lên trên sức khỏe và sự an toàn của người dùng. Bà nói với các nhà lập pháp rằng Facebook không sẵn sàng chấp nhận
dù chỉ hy sinh một ít lợi nhuận vì sự an toàn, và điều đó là không thể chấp nhận được. Và nội dung tức giận kích động thù địch là cách dễ nhất để phát triển trên nền tảng truyền thông mạng xã hội. Facebook cũng từng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khủng hoảng lớn trước đây, nhưng quan điểm hoạt động hiện tại của họ đã thúc đẩy việc hãng tin tiến hành một loạt các báo cáo gay gắt và sự điều tra của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Một báo cáo từ Politico tiết lộ các cuộc trò chuyện nội bộ của nhân viên vì sự thống trị toàn cầu của Facebook. Đây là hình ảnh bản đồ mạng xã hội thế giới, trong đó Facebook là vùng được tô màu xanh. Facebook vừa phục hồi sau các vụ bê bối khác như vụ liên quan đến một công ty chuyên tư vấn của Anh đã sử dụng dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook cho mục đích quảng cáo chính trị. Zuckerberg đã phải đến Washington để xin lỗi và Facebook đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 5 tỷ đô la với các cơ quan quản lý của Mỹ. Mark Zuckerberg đã bị cô lập như thế nào? Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã trở nên cô lập hơn trong chính công ty của mình. Tờ báo Washington Post đã đưa ra các tin nhân viên cũ cho biết khi ông đang vật lộn với lời chỉ trích ngày càng tăng từ thất bại từ Facebook thay. Các cựu nhân viên nói rằng Zuckerberg chủ yếu truyền đạt các quyết định cho một nhóm nội bộ gọi là nhóm nhỏ và một nhóm lớn hơn một chút của các nhà lãnh đạo công ty, được gọi là M-Team hoặc Make-Team. Theo báo cáo của tờ báo The Washington Post, đã phác thảo phong cách quản lý của Zuckerberg dựa trên các cuộc phỏng vấn với các nhân viên cũ của Facebook, Facebook và thông tin thu nhập được từ Facebook Pay. Cũng theo Post cho biết, công ty kiểm soát chặt chẽ thông tin về Zuckerberg cũng như thông tin mà anh ta nhận được. Facebook cũng phản đối việc Zuckerberg bị cô lập. The Washington Post cho biết như vậy. Các cựu nhân viên nói với Washington Post rằng Zuckerberg có tầm ảnh hưởng lớn tại công ty, vượt xa những gì được công chúng biết đến. Đây là hình ảnh công an thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 21 tháng 7 đã khởi tố Facebook Phan Hữu Điệp Anh vì đã đăng tải thông tin và hình ảnh về người tự thiêu trong dịch Covid-19. Ở Việt Nam gần đây đã có rất nhiều người bị phạt và bị bắt giam liên quan đến đăng tải tin hoặc bình luận liên quan điểm cá nhân đến trên trang Facebook của mình. Và ngoài việc thống trị ra hoặc việc ra quyết định ở cấp cao, Zuckerberg dường như vẫn còn thời gian để quản lý ở cấp vi mô. Tờ báo Washington Post cũng đưa tin hai nguồn tin nói rằng ông ta đã tự tay thiết kế bảng màu và bố cục cho khung hình tôi đã tiêm phòng của Facebook mà người dùng có thể sử dụng. Tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và ân xá quốc tế đã nói Facebook và Google đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam kiểm duyệt những lời chỉ trích và chấn áp tiếng nói của người bất đồng chính kiến. Trong một báo cáo mới, tổ chức này cáo buộc các khổng lồ công nghệ đã đồng lõa sâu rộng với chính phủ Việt Nam bằng cách chặn nội dung bị nhà chức trách cho là chỉ trích chính quyền. Trong những năm gần đây, một số blogger đã bị bỏ tù vì đăng các bài báo chỉ trích nhà nước Cộng sản ở Hà Nội. Trong thập niên trước đây, quyền tự do ngôn luận phát triển mạnh mẽ trên Facebook và YouTube ở Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, nhà chức trách bắt đầu tập trung vào những phát biểu ôn hòa trực tuyến, xem đây là một mối đe dọa hiện hữu đối với chế độ. Minh Yuhad, phó khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói như vậy. Và ngày nay, các nền tảng này đã trở thành nơi săn lùng của các nhà kiểm duyệt, quân đội trên không gian mạng và dư luận viên do nhà nước bảo trợ. Bản thân các nền tảng này không chỉ đơn thuần để cho điều đó xảy ra, mà họ ngày càng đồng lõa. Theo báo cáo dài 78 trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế, dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền, gồm các cựu tù nhân lương tâm, luật sư và nhà văn đã được chia sẻ như thế. Các nhà hoạt động cáo buộc rằng nội dung của họ được đăng trên Facebook và YouTube, vốn thuộc quyền sở hữu của Google, ngày càng bị chặn ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 với bản tin Facebook Mark Zuckerberg đích thân ký với Việt Nam để chặn bài chống nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.